Hình ảnh rụt rè nhút nhát thường nấp sau lưng ba mẹ của Nhật Hà đã chìm vào quên lãng. Giờ đây, trong mắt ba mẹ là một Nhật Hà tự tin, hòa đồng và lễ phép. 5 tuổi thôi mà Nhật Hà đã làm ông bà nội đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà nội kiểm tra bằng máy tính. Ông nội cùng Nhật Hà thi đua làm những dạng tính cộng trừ 2 chữ số. Các bạn ơi, thường phần thắng nghiêng về bé Nhật Hà nhanh hơn và chính xác đến 90%. Đó là nhờ con áp dụng phương pháp tính toán của Super Brain. Giờ đây, 1 cộng 1 bằng 2 hay 33 cộng 66 bằng 99 đã không còn làm khó con trẻ. Những câu hỏi tại sao, vì đâu, những so sánh, nhận xét sự vật xung quanh xuất hiện mỗi lúc nhiều hơn của Nhật Hà đến với cả nhà. Gia đình quá đỗi hạnh phúc khi hàng ngày dõi theo hành trình ngày mỗi khôn lớn của con. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô, bạn học của Nhật Hà trong môi trường Super Brain. Gia đình tin tưởng mỗi ngày con sẽ tiến bộ hơn, ngoan ngoãn hơn. Thời gian tới, tôi mong tính nhút nhát sẽ triệt tiêu trong Nhật Hà bởi được rèn luyện trong môi trường ưu việt của Super Brain. Hãy tự tin và vững bước con nhé, vì hành trình này luôn có mẹ dõi theo, yêu con.